Xin chào tất cả các bạn nha. Đó, nhiều quá trời nhiều. Rồi, chuẩn bị con thẩn lắp ghép 2 mét. Lên. Quá đã. Nhỏ bị diễn à. quá dữ. Rồi, nhiều lên quá nhiều rồi. Rồi, đang ráp một con sáo mấy mét nữa đây. Ở Bình Dương. Dạ, ngon dữ à. Gió ngon rồi đó. Quá wow, cỡ bộ sáo không? Con này mấy mét tiên? 4 mét rưỡi. 46 hả? Quá dữ nha. Lên được mấy con sáo rồi nha. Thử này 2 mét lắp ghép nha. Nhiều cánh bướm. Chọn cái con robot kia phải. Còn đó là nhiều sáo, người ta nói nhiều sáo chứ người ta đâu nói không nhóm ngành hay ai đó ta. Để ta cũng chẳng thì con đó người ta cũng gọi là nhiều sáo chứ gì vậy. Quá trời cái đuôi bằng một con diều khác ạ. Rắc một cái hộp à, túi gì đấy. Rắc một cái hộp. Không ăn thua. Mấy cuộn dây rồi, thấy lạnh không? Quá trời à. Xe diều.
Có cái ly nữa nha. Mua ơi. Mua rồi, mẹ bỏ nữa. Nhỏ đang phân xuống. Xe vô trong lời á con, đứng đó cái cước ở dưới xe chạy á, xe vô lời á. Không chú à. Đó giờ tính thả sao? Đập vô đúng gió luôn. Con này như 4 mét luôn chú Dũng. Hơn 4 mét, 4 mét rưỡi gì á. 4 mét 6 hả? 4 mét 6 vô này lên máu luôn. Lên máu? Lên máu đâu? Rồi, chuẩn bị thả con diều 6, 4 mét 6 nha. Quá to. Đó, nắng lên rồi các bạn. Quá to. Quá bự. 46. Gắn cái bộ 6 quá dữ luôn à. Đây quá đẹp ta. Thấy không? Lạnh.
quá trời cái bộ sáo. Quá nhiều diều luôn nha, mấy chục con diều á. Rai 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 quá trời diều luôn. Xa rồi, khoảng 2 mét. Sáo này 4.6 mét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thì em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đây chủ nhân của con diều sáo đây. Hai anh em. Chịu vô đó là rau hả? Chịu nổi không hả? Chịu ngay cái gì mấy dây xuống nè. Giờ mấy dây xuống lên cột. Cầm dây đi. Sáu mà nó giật mà đâu có ít. Hên là nó ở ngoài bìa đó. Bìa. Nó mà vô mình kẹt. Đã hủ hết sẵn rồi. Vô kẹt háng cái đuối luôn à. Buông cái là nhảy liền á. Ăn cái chẹo. Không có giật không? Anh vừa nhấp một cái là nó ăn liền là buông. Nó ăn là buông mà còn không em kịp. Em vừa buông, anh vừa ló khỏi